Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, tôi có làm chương trình về phỏng vấn của Thiếu tướng Hoàng Kiền với giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Và tôi có phân tích lời nói của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Nếu phủ nhận trước đây không có ca ngợi Sư Thích Trân Quang, tức là ông Vương Tấn Việt, thì có những điều A, B, C, D, E, F thì tôi đã phân tích rồi. Còn nếu mà đã ca ngợi thì tôi lại phân tích là sẽ có những hậu quả A, B, C, D, E, F, vân vân. Tôi chỉ phân tích và dùng lý luận để phân tích. Tôi không có thêm hoặc bớt gì hết. Nhưng có một số bạn bè quan tâm lo lắng cho tôi, gọi điện thoại nói chuyện với tôi, nói rằng tôi là một người hiện nay chưa có quốc tịch Việt Nam, là công dân Mỹ sinh sống ở Việt Nam hiện nay coi như là tạm thời. Thì những vấn đề này tôi không nên dính sâu vào. Vì như vậy, tôi có thể vì lý do nào đó bị trục xuất bất cứ lúc nào. Thì để cho vợ tôi ở đây là Kim Ngân bơ vơ, vân vân. Tôi có trả lời với những người chia sẻ quan tâm đó. Thứ nhất, tôi rất cảm ơn. Nhưng tính khí của tôi là thấy gì thì nói thế, không có sợ, không có sợ. Tôi cũng nêu lại, thí dụ, khi tôi ở bên Hoa Kỳ, khi ấy, Thiếu tướng Lê Mãn Lương lên tiếng về vấn đề này, về vấn đề nọ, và nhất là nói về quyển sách, về vấn đề gạt ma, đó, là vòng tròn bất tử, thì đã nói là các hải quân của Việt Nam đã nhận lệnh là không được nổ súng. Như vậy thì những người chống cộng cực đoan đã lấy lý do này nói đó là cộng sản hèn với giặc và ác với dân vì không dám chiến đấu chống lại Trung Quốc. Trong khi mà năm 1974, Đại tá Hà Văn Ngạc đã ra lệnh nổ súng chống lại quân xâm lược Trung Quốc. Tôi nói Thiếu tướng Lê Mãn Lương là lương lẹo, chứ không còn là lương nữa, thiếu mất chữ G. Nên mới ăn nói như vậy, vì trong các điều tâm niệm của quân đội Việt Nam hiện nay đó, là có điều không được nổ súng trước, vì phải kiên nhẫn đánh giá tình hình trọn vẹn, rồi bên kia họ nổ súng thì mình tự vệ. Đó là chính nghĩa. Vì mình mà nổ súng trước thì họ lấy cái cớ đây là họ nói mình hung hăng, thì họ đánh phá mình tơi bời, mình mất luôn cả chính nghĩa trên chính trường quốc tế và mình thất thế ở lúc mà có chiến sự. Lúc đó tôi chưa có được về Việt Nam, mà tôi cũng đã quyết tâm lên tiếng bảo vệ chính nghĩa. Vì tôi cho rằng chuyện gì đúng thì mình cứ nói đúng, chuyện gì sai thì mình nói à, góc nhìn của tôi nó không có đồng ý. Nên tôi cương quyết như vậy. Thì những người hỏi chuyện tôi, tại sao anh lại cương quyết về vấn đề này? Tại vì dễ thôi, một chuyện là chướng tai gai mắt. Như câu Việt Nam là đi giữa đường thấy gì đó bất bình, rút dao tương trợ. Dao đây tức là cái gì đó, cái khả năng của mình. Tôi thấy giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói về một người mà lại so sánh với cung cách hành xử của Bác Hồ thì tôi thấy nó không đúng. Tôi đã lên tiếng. Thì điều này tôi thấy rằng là giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo
báo biện lại. Thì tôi chướng tai gai mắt, tôi làm một clip để phân tích, mong rằng giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nên ứng xử lại một cách đúng hơn. Vì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng người ta cắt ghép, thì tôi cũng đã nói rồi, ai dám cắt ghép, ai tung cái đoạn clip đó ra, lại chính là chùa Phật Quang Chúng Thanh Niên tung ra trước. Rồi ai chia sẻ cũng có một người nói với tôi là giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng đã từng chia sẻ những clip đó. Vậy thì nếu là cắt ghép thì ngay từ lúc đầu phải nói là chùa Phật Quang đã làm chuyện đó. Nếu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng như trong lời trình bày với Thiếu tướng Hoàng Kiền, mình lương tâm ngay thẳng không sợ gì hết, thì điều đầu tiên, đây là điều tiên quyết, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo báo cáo với công an để điều tra ai đã cắt ghép clip đó. Ai? Làm điều đó đi. Nếu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng người ta cắt ghép mà lương tri của giáo sư Hoàng Chí Bảo không e ngại gì hết, và giáo sư Hoàng Chí Bảo đã nói là người ta làm với mưu đồ ác ý gì đó, và quả thật là danh dự của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trong những ngày qua xuống rất thấp trong lòng nhiều người, trong đó có tôi, thì để bảo vệ danh dự và sự nghiệp cả đời của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã nói về Bác Hồ, và để bảo vệ Bác Hồ, để bảo vệ cho chính nghĩa, điều đầu tiên giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cần làm đó là báo với Bộ Công an yêu cầu điều nghiên ngay lập tức, điều tra ai đã cắt ghép mà có sự xuyên suốt lòng tiếng gì đó, môi thì gì đó đi liên tục như vậy. Ai? Còn nếu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo mà không làm điều đó thì chắc chắn dư luận cứ bàn ra bàn vào, và càng bàn càng tệ khi mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo càng lên tiếng để mà bao biện. Giấy không gói được lửa, giấy không gói được lửa trong hoàn cảnh này. Và điều này rất lo là tại vì sao? Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo như là một icon, một cái gì đó biểu tượng trước đây để nói về chính nghĩa, nói về Bác Hồ. Mà bây giờ đó, icon này bị sức mẻ, bị cái gì đó, thì tự nhiên đó, vấn đề chính nghĩa người ta cũng cảm thấy mình buồn, buồn vô cùng. Nên tôi có nói với người bạn đó là tôi không ngại lên tiếng để bảo vệ chính nghĩa. Nếu có trục xuất tôi về thì tôi cũng đi, không sao cả. Cuộc đời thì luật chơi nào cũng có hết. Game nào thì cũng có luật chơi đó. Thì nếu mà không cho tôi ở nữa thì tôi về. Tôi có thể không ở Mỹ nữa, nhưng mà tôi sẽ đi một quốc gia khác. Có thể là ở Nam Mỹ hoặc là ở đâu đó. Rất là tiếc nếu mà phải bị trục xuất, tôi nói vậy thôi. Nhưng mà tôi chấp nhận, cuộc chơi nào cũng có luật chơi và phải chấp nhận. Không có e ngại gì hết. Và tôi cũng đã nêu rất rõ địa chỉ mà hiện nay tôi đang sinh sống là ở phường Phú Hữu đây nè. 454 Võ Chí Công, căn hộ B11803, Safira Khang Điền, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì mà tôi suy nghĩ và tôi nói. Tôi không có ngại mà cũng không có rút lại những cái gì mà tôi đã nói. Vì sao? Vì như vậy là mình mới có lập trường. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở về với Tổ quốc, và tôi lên tiếng để bảo vệ những gì mà tôi suy nghĩ có lợi nhất cho Tổ quốc Việt Nam. Thì tôi tự cho mình thôi là mình có một việc cần phải làm, đó là nói lên điều
cần phải nói cho mẹ Việt Nam. Vì tôi rất biết ơn mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam cứu mang tôi và đã cho tôi một phần quà rất lớn như bà xã Kim Ngân. Tôi phải trân trọng. Tôi nói với bạn tôi như vậy. Vậy thì những gì mà giáo sư Hoàng Chí Bảo nói là cắt ghép câu hỏi được đặt ra. Vậy thì clip mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trả lời phỏng vấn của Thiếu tướng Hoàng Kiên, khẳng định đi, có phải là cắt ghép hay không? Nếu không cắt ghép thì tôi đã nói rằng là phủ nhận việc mà trước đây giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo ca ngợi ông Vương Tấn Việt, tức là Thích Chân Quang, thì phủ nhận thì nó càng tệ, là tại vì rõ ràng là từng là cáo buộc chùa Phật Quang cắt ghép, không? Vì clip đó tung ra đầu tiên là chùa Phật Quang mà. Và như vậy nói rằng là tôi chưa bao giờ biết, tôi chưa bao giờ ca ngợi sư Thích Chân Quang thì coi như bể mặt sư Thích Chân Quang. Vậy là sư Thích Chân Quang là con người giả tạo, đã giả tạo để có cái bằng mở ngoặc đóng ngoặc là tiến sĩ luật, thì bây giờ còn giả tạo để được ca tụng bởi một người có uy tín như là giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Nên phủ nhận cũng có những cái trục trặc, mà xác nhận thì cũng có những trục trặc. Nếu mà xác nhận xong rồi, xin lỗi toàn dân, trong một lúc ngủ gật tôi đã làm một điều không đúng, tôi rất xin lỗi và tôi hối hận vô cùng. Tôi tin chắc nhiều người, trong đó có tôi, lại ngưỡng mộ giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Vì đời người cũng có lúc có những sai sót, ai cũng vậy hết. Nên nếu mà xác nhận mà lại can đảm đi một bước thêm, đó là biết nhận lỗi, khiêm cung nhận lỗi và xin lỗi, thì còn giữ được những giá trị của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trước đây. Còn cứ cương quyết là như vậy đó thì càng lộ ra nhiều vấn đề, làm cho người ta càng tò mò, người ta càng điều nghiêng, và càng điều nghiêng thì càng lộ ra nhiều thứ lắm. Bây giờ tôi không muốn nói rằng là những gì mà lộ ra. Hiện nay tôi đã được nhiều sự cung cấp thông tin. Nhưng tôi rất tôn trọng trước đây giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, và tôi nghĩ rằng như thế đã đủ, tôi không nói nữa về cái phần đó. Tôi không muốn nói thêm những thông tin nữa. Nhưng mà để mà nói lên lý do tại sao tôi vẫn cương quyết giữ vững lập trường của tôi không e ngại gì hết, là vì đó là lập trường của tôi. Tôi cầu chúc cho giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo tâm mạnh, trí sáng suốt, để có một ứng xử thật là tốt cho chuyện này. Và đối với tôi, chuyện tốt cho chuyện này, nếu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng ai đó cắt ghép, thì hãy báo cáo với Bộ Công an, báo cáo với Bộ 4T, Bộ Thông tin ngay lập tức để điều tra. Và tôi tin rằng công an mạng điều tra ra ngay lập tức ai cắt ghép. Vì khả năng của công an mạng Việt Nam kỳ này rất là cao, nên chắc chắn họ sẽ điều tra ra ai đã cắt ghép clip này. Còn nếu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo thấy rằng trong một giai đoạn mình có sơ suất, và đây là một sơ suất rất là nguy hại đến sự nghiệp của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo và làm lung lay niềm tin của nhiều người, thì tốt nhất giáo sư Hoàng Chí Bảo nhận lỗi và xin lỗi. Nhận lỗi và xin lỗi. Và có thể là đã tới tuổi già sức yếu hơn 80 tuổi rồi, thì tự nguyện ở ẩn, thì sự nghiệp của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo còn được lưu lại trong lòng nhiều người, trong đó có tôi.
Còn nếu mà cứ cương thì sự nghiệp đó, những cái sự quý mến dành cho giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nó bị mất thật. Nó mất thật chứ không phải không. Đó là tâm tình rất là từ đáy lòng của tôi đối với giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Và phần trên thì đó là câu trả lời của tôi trực tiếp cho người bạn. Tại sao tôi giữ vững lập trường? Không có rút clip đó xuống và cũng không ngại nếu mà vì đó mà phải bị trục xuất khỏi Việt Nam. Vì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo quen biết rất là rộng. Thì tôi chấp nhận bị trục xuất khỏi Việt Nam. Và tôi cũng đã cho địa chỉ rồi. Tôi sẵn sàng đối diện với pháp luật Việt Nam. Hoàng Duy Hùng, 454, Võ Chí Công, căn hộ B1-1803, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Tôi chấp nhận và sẵn sàng đối diện với bất cứ một hậu quả nào, vì đây là bảo vệ cho lẽ phải. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.